lặn lội gần mấy trăm cây số để đón thành viên mới. Và Bánh Bao đã trở thành một người ba bất đắc dĩ như thế nào? Ai cũng biết có thời gian gần đây Bánh Bao đang bị stress nhẹ, nên có những cái biểu hiện hay nằm một mình xong rồi quay đầu vô góc tường. Là một người ba sau một khoảng thời gian đi tìm kiếm, thì hôm nay cũng đến ngày mình đón cho Bánh Bao một người bạn, một người em và một người con về. Cho tụi nó về chung nhà quậy cho nó vui. Ở bên kia thì người ta kêu để ship xe đò về, tụi đâu có chịu đâu, phải chạy đi chạy về gần cả trăm cây. Cái này đúng kiểu là vượt đèo băng suối. Sau gần hơn 2 tiếng thì cũng tới chỗ tụi nhỏ rồi nè. Cái đứa mà chạy ra đầu tiên là con tôi luôn á. Con á là giống chó Beagle mà là một bé trai kháu khỉnh. Như trong clip mọi người coi là hai anh em tụi nó, nhìn là y chang nhau luôn. Đứa nào cũng đòi về nhà của con Bông làm bá hết. Nhưng mà thằng anh á là cũng có người chuẩn bị đem về nuôi rồi. Đợt này á cái người mà kết duyên cho mấy cha con tụi tôi cũng là chú Ba Đạt. Ngồi chơi uống nước tới cỡ 4-5 giờ chiều mát mát, là bỏ con nhỏ vô trong cái giỏ hồi xưa của Bánh Bao, rồi trở về nhà gặp ba Bánh Bao nè. Tuy á là cái giấc 5 giờ đường xa, kẹt xe đông đúc, mà con á nằm ngoan lắm, nằm im chỗ à. Về tới nhà là ông ba cho lại ông địa ông thần tài trước, cho nó hòa thuận với anh ba và đừng có bệnh tật là được. Rồi mới vừa dứt câu trước câu sau là hai tụi nó dí nhau chạy vòng vòng trong nhà. Bánh Bao thì kiểu còn bỡ ngỡ, ủa ông ba sao thằng nhóc nãy giành đồ chơi của con vậy. Xong rồi coi á, Bánh Bao nó chỉ cho thằng nhỏ lấy dép trong toilet ra rồi nằm hai đứa gặm. Tuy Bánh Bao trở thành một người ba nuôi bất đắc dĩ, nhưng mà cưng thằng nhỏ lắm. Lúc mà thằng nhỏ mệt nằm ngủ một xíu á, Bánh Bao cũng ngồi gật gù canh con mình vậy nè. Rồi vừa thấy bà nội về là hai đứa ùa nhau ra mừng. Còn ba là đi chuẩn bị cho hai đứa mỗi đứa một cái đùi gà để ăn mừng thằng nhỏ mới về. Rồi mấy đứa nhỏ trong xóm á thấy là cũng bu qua nựng quá trời. Còn cái lỗ tai á bà nội cột lên như cái chùm tóc vậy á. Khúc này là do đi đường dài đói lắm rồi. Thấy cái tô gà là thằng nhỏ đứng lên bằng hai chân luôn. Mà do cái lỗ tai dài quá, lúc ăn á là phải có người xách lên vậy nè. Trời mà nó ăn nhanh hơn Bánh Bao luôn. Ăn xong rồi qua kiếm cái nồi của Bánh Bao nữa. Ông ba phải bỏ thêm cục cơm trắng cho nó ăn, rồi để ăn mừng thành viên mới về nhà. Hôm nay á cả nhà tôi ăn món lẩu dê. Để có mùi dê hai anh em nó dê nhau thân thiết nhau hơn. Mà coi cái con nhỏ kìa, nó ăn no rồi mà nó còn chồm lên bàn nữa. Đúng là cuộc sống không ai ngờ. Tuy mới 20 mấy thôi mà tôi phải làm ba của hai đứa trẻ. Một tay á thì bế thằng nhỏ, tay còn lại mới ăn được. Rồi sau một hồi xin ăn bất thành á, Bánh Bao á rủ thằng nhỏ qua bên góc ngủ. Tuy là háo hức đem về bữa giờ nhưng mà vẫn chưa biết đặt tên cho thằng nhỏ là gì hết. Thấy nó vàng vàng đen đen nhỏ nhỏ, không biết là nên đặt xá xíu hay là trứng muối. Tại vì Bánh Bao xá xíu hay là Bánh Bao trứng muối gì cũng hợp vần hết. Rồi xong rồi, cái chuồng này không có giữ được nó rồi.